Rồi em xin chào tất cả anh em nha anh em. Bữa nay anh em cho em được xin bán đăng bán hai cái combo này nha anh em. Đó. Hai cái combo này bao gồm là anh em nghe em tả cho rõ, nói chung em bán hàng em tả rất là chính xác đến từng chi tiết. Nhất là đầu máy em nói thẳng với anh em, đầu máy em tả là không bao giờ phản, em nói thẳng một tiếng luôn. Đó. Chờ em kéo ngao cái. Combo này em bán là bao gồm nè, một cái sọ khỉ của phu chờ một theo xe, lắp được cho quay alpha, quay 110 y ni y xì luôn, đầu đèn của quay alpha ngước lên trời, anh em lắp cái sọ khỉ này vô là nó cúp xuống lại nó. Những anh em không có, tại vì đặc trưng của cái đầu đèn quay alpha mình á là khi anh em lắp vô á là đầu đèn của quay cái đặc trưng cái sọ khỉ của quay alpha mình đó là nó hơi ngước lên trời, nó ngước lên cái chỗ này, nó ngước lên nè, cho nên anh em lắp sọ khỉ phu 1 hoặc quay 110 là nó cúp xuống. Sọ khỉ phu chờ 1 chứ quay 110 về mặt hình thức không, cái màu nè anh em nhìn nè, tới cùng chuyện không anh em, như hàng tồn. Nói hàng tồn thì nó hơi quá chứ cái màu gam nó đẹp dữ lắm. Sọ khỉ quay 110 với phu 1 em đã giải thích ở hai video trước rồi, nó không khác gì nhau hết trơn á, nó chỉ khác nhau là ở bên đây nè, cái sọ khỉ của phu chờ 1 nó một gâu, sọ khỉ quay 110 hai gâu vậy thôi. Ốc tán anh em nhìn là 7 màu hết trơn luôn nè, màu gam siêu đỉnh luôn nè, thấy không đó. Đó, thấy không? Màu này thì gọi như hàng tồn rồi anh em. Mà nói mình nói hàng tồn thì nó hơi quá, tại vì hàng tồn nó đẹp dữ lắm, nó tại vì cái này hàng theo xe thì nó phải có phai màu theo năm tháng là chuyện bình thường, nhưng mà găng cỏ đồ đẹp hết nha anh em. Hàng này găm zin chứ không phải găm lại, bán cho anh em tầm 7 tầm 3 nha. Có sao nói vậy, không có nhiêu tiền đâu. Đó. Một combo là bao gồm một cái sọ khỉ phu chờ 1 nè. Một cái ghi đông quay 110 thái. Nè, ghi đông đúng quay 110 thái có chữ C nè anh em thấy không? Hàng này là em đã sơn lại sẵn cho anh em hết rồi, về anh em chỉ việc lắp thôi. Đó. Đặc biệt hàng này là em đã test trên xe thẳng băng hết trơn rồi mới bán cho anh em, và lỗ chân kiến đẹp hết trơn luôn nè, thấy không? Đó. Đó. Anh em mua combo này em hứa với anh em giá bao rẻ mà anh em lời nữa. Đây, nó có hai lỗi gù ở trong đây sẵn luôn, đúng gù quay 110 hết trơn á, hai cái lỗi gù dài á anh em. Còn hai cái cục ở ngoài là nó riêng nữa. Đây, anh em thấy không? Nó có hai lỗi gù sẵn hết trơn luôn. Về anh em mở ra. Xong xuôi rồi anh em vô lại. Đúng ghi đông quay thái 110 nặng chịch luôn, luôn lỗi gù. Đó. Một combo như vậy nè, một sọ khỉ phu 1 theo xe. Đó, nó chỉ khác cái gâu, nó chỉ khác là ở chỗ này nè. Quay 110 thì hai gâu nhỏ, phu 1 thì chỉ một gâu. Còn mà khi anh em lắp lên xe là giống hệt nhau luôn, bao anh em luôn. Lắp lên xe là nó cái đầu đèn nó cúp xuống. Nó anh em mình thích cái cảm giác đó hơn là cái đầu đèn nó ngước lên trời như alpha. Một combo bao gồm một ghi đông quay 110 đã sơn lại sẵn cho anh em hết rồi, có lỗi gù ở trong luôn. Bao ngay thẳng chân kiến đẹp. Và một sọ khỉ quay 110 này em bán 250.000, ở đây em có hai combo, cái nào cũng đẹp hết trơn, hàng em tiễn không à. Đây nè, anh em nhìn nè, 7 màu luôn nè, thấy không? Hai cái này là hàng em tiễn ra bán cho anh em. Cực đẹp không à, sọ khỉ là đầy đủ ốc, đầy đủ cái tán trước tán sau hết trơn nè, hàng tiễn đẹp không à. Đó. Nó chỉ khác quay 110 là chỗ này quay 110 chỗ này hai gâu nhỏ thôi. Ở đây phu 1 thì một gâu thôi, gâu lớn là giống hệt nhau khác gì đâu. Công năng mấy cái gâu này anh em biết nó chẳng có gì quan trọng, để sọt mấy cái sợi dây ga này nọ vô thôi. Có cái gì đâu. Đó. Ở đây em có hai combo, một combo như vậy là 250.000, phí anh em tự lo. Cái nào như cái nấy, hàng bao đẹp bao chuẩn không à. Đó, ngay thẳng lỗ chân kiến đẹp. Không cong vênh gì trơn á. Bao anh em lắp áo bao khít luôn. Thấy không? Lỗ chân kiến đẹp không à. Đây cũng vậy luôn nè. Có hai lỗi gù dài cho anh em sẵn luôn, nói chung về anh em lắp vô rồi anh em mua combo này em nói thiệt với anh em rẻ như cho. Đó. Em còn tồn thì em còn ba cái hàng này thì em lôi ra em vệ sinh sạch sẽ, em chịu khó em vệ sinh sạch sẽ, em sơn lại sẵn cho anh em. Về anh em sàn ốc với lại thun con từ quen pha qua là lụm. Một combo gì 250.000, phí anh em tự lo, anh em nào chơi hú em. Chào anh em nha.